Sát. Đây. An. Dính. Thảo. Chị Ngã, trả lâu. Ông. Anh thấy em đẹp như cái mây. Chúng ta thật là hợp với nhau. Đây là món quà của anh dành cho em. Tao nói là em lừa, trả tao cho lên. Ông. Từ đó có không trả. Tao đưa mèo nào hả? Thì để nói đó. Được, kính chào khán giả. Hôm nay đó là ngày quay thứ sáu của phim 7 cấp 3, thì hôm nay cũng rất là hân hạnh có chị Trang ở bên Thế Giới Di Động đến quay, thì có thể là chị Trang phát biểu với khán giả mà cái về mà bỏ Thế Giới Di Động vô cái phân đoạn 17 của phim. Ngay khi bên đơn vị sản xuất tiếp cận bên Thế Giới Di Động thì mình đã thấy cái bộ phim này nó khá là thú vị và hấp dẫn, nên Thế Động cũng muốn cùng tham gia trong bộ phim này. Và hôm nay thì mình được chứng kiến tận mắt cái việc chuẩn bị của đoàn phim, thì mình cảm thấy rất là ấn tượng với cách làm việc của đoàn phim này, rất là kỹ lưỡng, kỹ càng, và mọi thứ được bàn bạc rất là rõ ràng với lại bên đơn vị mình. Và đoàn làm phim làm việc rất là chuyên nghiệp, mình cảm thấy rất là happy với cái cách làm việc của đoàn phim. Mình nghĩ là bộ phim này khi mà ra mắt sẽ rất là thú vị, nên các bạn team hãy đón chờ.